Chương 41 Tuyên tiết giáo úy Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Converter du ung kiều cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình tần thiên sau này nhất định là muốn làm đại sự. Bất kể là làm ăn, hay là làm quan cái gì, hắn đều cần một nhóm đáng tin cậy người. Mà ở hắn xem ra, nhất người đáng giá tín nhiệm, chính là thôn tần gia những thứ này người dân. Bọn họ cùng ra một tông, nhiều hơn thiếu thiếu đều có một ít huyết mạch tương liên có cái này huyết mạch ở đây có một ít tình cảm liền chém không ngừng cái thời đại này có rất nhiều thế gia đại tộc bọn họ làm sao phát triển chính là bằng vào một điểm này huyết mạch đi qua mấy đời thậm chí mười mấy đời mới phát triển thông tần gia trước kia không có cái này tiềm lực phát triển thành thế gia nhưng hôm nay hắn tần thiên tới hắn sẽ đem hết thảy đều biến thành có thể coi như không thành được thế gia cũng phải thành là đại đường bên trong nhất theo ảnh hưởng lực gia tộc. Thông tần gia những người này, cũng đều là tần gia hạt giống à, hắn nếu cùng những người này không thân thiết, sau này muốn lại ngưng tụ, coi như không dễ dàng. Mà đang ở thôn tần gia những thứ này hương thân đối với tần thiên khen không dứt lúc này tần mập nhưng là ha ha cười một tiếng. Mình đã xông xuống di thiên đại họa, hôm nay lại vẫn lấy là mình nhiều tôn quý, thật là buồn cười. Tần mập lời này mở miệng, thôn dân nhất thời liền đem hắn vây lại trong ánh mắt mang tức giận bọn họ cảm thấy cái này tần mập thật là quá ghê tởm hắn cùng tần thiên đơn giản là khác biệt một trời à tần thiên thành là dực quốc công nghĩa tử còn đem bọn họ làm trưởng bối hương thân tới xem cái này tần mập dựa vào trong nhà có một chút tiền liền không đem bọn họ coi ra gì trước kia tần thiên gì cũng không phải bọn họ cũng sẽ không nghĩ như thế nào đắc tội tần mập nhưng bây giờ tần thiên đã là dực quốc công nghĩa tử hắn còn như thế cùng tần thiên làm khó dễ thôn dân liền có chút không nhìn nổi ngươi lời này có ý gì tiểu thiên nơi đó cảm giác được mình nhiều tôn quý ngược lại là ngươi cho là có mấy cái tiền dơ bẩn cũng không biết mình là ai đúng vậy chính là sau này không cho phép ngươi lại theo tiểu thiên đối nghịch mọi người năm mồm bảy miệng lên án dậy tần mập tới tần mập tức giận cả người run rẩy mắng một đám thô bỉ người các người biết cái gì tần thiên ở thành trường an đánh đông cung nội thị đồng cung nội thị các người biết chưa chính là thái tử người người lấy là tần thiên đánh thái tử người còn có thể thật tốt hưởng thụ ta nói cho các người không ra một ngày tần thiên nhất định là muốn nhập đại ngục các người chờ đi nghe được tần mập lời này thôn dân nhất thời sửng sốt một chút bọn họ không nghĩ tới lại vẫn xảy ra chuyện này đồng cung nội thị đó cũng không phải là dễ trêu bất quá những thứ này người dân hiện nay đối với tần thiên rất tôn kính cũng không vì là tần mập nếu liền lập tức thay đổi bọn họ trước khi thái độ không chỉ không có thay đổi bọn họ đối với tần mập càng chán ghét đứng lên ngươi người này liền e sợ cho thiên hạ không loạn tiểu thiên êm đẹp ngươi vì sao phải cùng hắn đối nghịch đúng vậy ngươi người này rắp tâm không tốt à gặp những thôn dân này không tin mình nói tần mập nhất thời hừ một tiếng các người chờ rất nhanh sẽ có nha dịch tới bắt Tần Thiên. Tần Mập nói khẳng định, Tần Phi Yến tức giận muốn lập tức xuống xe tác hắn, bất quá bị Tần Thiên cản lại, đối với Tần Mập những tin tức này, Tần Thiên cũng lơ đỉnh. Nếu anh quốc công lý tích đi Tần Vương Phủ, vậy mình nhất định là sẽ không phải chịu trừng phạt, nếu như anh quốc công và Tần Vương liền mình bảo hiểm tất cả không dưới, vậy bọn họ thì như thế nào khai sáng trinh quán chi chữa trị? Đầu thôn bầu không khí càng ngày càng khẩn trương, mắt xem thì phải mất khống chế, vừa lúc đó, xa xa đột nhiên chạy như bay tới vài con khoái mã, trên lưng ngựa người, đều mặc trước quan phục, khí thế hùng hồn. Tần mập đang bị thôn dân lên án, thấy có quan phủ người tới, nhất thời hưng phấn chỉ những người đó nói. Thấy không, thấy không, bắt tần thiên người tới, chờ một hồi các người liền sẽ hiểu, chờ đi. Lúc này tần mập đem đầu dương cao thật cao, mập mạp thân thể nhìn như càng phát ra sưng vụ đứng lên, thôn dân gặp quả nhiên tới một nhóm nha dịch, trong lòng nhất thời trầm xuống, thầm nói chẳng lẽ thật là thái tử người muốn tới bắt Tần Thiên. Mọi người trong chốc lát cũng có chút khẩn trương, mặc dù bọn họ đều rất thích Tần Thiên, nhưng bọn họ cũng bất quá là một đám phổ thông người dân mà thôi, trong lòng cũng là sợ hãi, cũng là muốn muốn xu các tị hung. Rất nhanh, vài con khoái mã đi tới đầu thôn, quan viên nhìn lướt qua sau đó, từ trên lưng ngựa phi thân xuống, hỏi, ai là Tần Thiên? tần mập hưng phấn chạy ra chỉ tần thiên nói hắn chính là tần thiên bắt hắn một người quan viên phủi một cái tần mập lộ ra vẻ chán ghét nhưng cũng không làm sao phản ứng hắn hô tần thiên tiếp chỉ tần thiên nhưng cũng không gấp tiến lên phía trước nói tần thiên tiếp chỉ tên quan viên kia tuyên nói tần thiên phát minh xe nước tự động giải quyết trường an các châu huyện dân chúng tưới vấn đề khó khăn thánh thượng mừng rỡ, đặc biệt ban cho tuyên tiết giáo úy một chức, khâm thử. Vừa nói, đem chiếu thư trao tay Tần Thiên, người phía sau thì đem quan phục đợi một chút vậy đầu cho Tần Thiên lấy ra, thôn dân vừa thấy không phải bắt Tần Thiên, mà là cho Tần Thiên thưởng làm quan, không kìm được lại hưng phấn. Bên này Tần Mập, nhưng là trợn tròn mắt. Hắn nhưng mà hỏi thăm chân chân, Tần Thiên đánh đông cung nội thì à, cái này đánh thái tử mặt, thái tử có thể không dạy bảo hắn có thể làm sao không chỉ không có dạy bảo tần thiên, sao vẫn còn cho hắn che quan. Cái này tuyên tiết giáo úy là quan lớn gì? Tần mập trong lòng rất không thoải mái, quay đầu phải trở về nhà, lúc này, thôn dân nhưng là đột nhiên lại ngăn cản hắn. Tần mập, bây giờ tiểu thiên là quan, xem ngươi sau này làm sao còn cùng hắn đối nghịch. Chúng ta cũng không muốn làm khó ngươi, ngươi sau này tự thu xếp ổn thỏa đi. Tần mập hậm hực như vậy rời đi, thôn dân đem tần thiên vây lại một hồi chúc mừng tần thiên nhưng là ngầm cười khổ tuyên tiết giáo úy đây chẳng qua là cái võ tán quan thôi hơn nữa còn là một đan bác phẩm thấp không thể thấp nữa bất quá tuy là như vậy tần thiên cũng không có biểu lộ ra bất kỳ không thích tới mặc dù chỉ là cái đan bác phẩm quan nhưng ở toàn bộ thôn tần gia hắn cũng coi là phần độc nhất chứ tương đối mà nói tần thiên vẫn là hài lòng mà ngay tại lúc này kích động vạn phần tần phi yến đột nhiên đứng rời đi đứng lên, hướng thôn dân hô. Các hương thân, ngày hôm nay đều đi trang viện uống rượu, ta muốn bày ra tiệc rượu, chúc mừng em trai ta làm quan. Lời này vừa ra miệng, toàn bộ người thôn tần gia cũng hưng phấn. Được, được, tiểu thiên quả nhiên có tiền đồ à. Chúng ta nhất định đi cổ động. Miễn phí uống rượu ăn cơm, bọn họ không đi mới là lạ, tần phi yến nhìn thôn dân cho mặt mũi như vậy, càng đắc ý hưng phấn nhà mình mộ tổ tiên thật là bốc khói xanh em trai mình cứ như vậy làm quan thật là không tưởng được à nàng cảm thấy mời thôn dân uống rượu ăn cơm lại không quá bình thường chẳng qua là tần phi yến nghĩ như vậy lúc này tần thiên nhưng là âm thầm kêu khổ một hồi đau lòng hắn cảm giác được mình chỉ cả thật sự là quá phá của nhiều như vậy thôn dân à vậy phải nhiều ít thức ăn và rượu thịt mới có thể để cho bọn họ ăn no uống được à hắn tần gia bây giờ là không thiếu chút tiền này, nhưng nhà địa chủ vậy không có lương tâm, không giàu có à. Có thể nói đã mở miệng, không thu về được. Converter Du Ung kiều cầu ủng hộ bộ siêu phạm quý tộc nhé. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 42 Lắc Lư bắt đầu Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Converter Du Ung kiều cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình tần gia trang viên rất náo nhiệt, thức ăn vậy cực kỳ ngon miệng thậm chí mỗi một bàn còn cũng phối hợp một đại bồn thịt kho thông tần gia người dân nơi đó ăn rồi thịt kho bọn họ trong ngày thường liền thịt heo rất không nỡ bỏ ăn cho nên khi bọn hắn được ăn thịt kho lúc này thật là có chút muốn ngừng cũng không được một chậu lớn thịt kho bị những thôn dân này quét sạch hơn nữa sau khi ăn xong chưa thỏa mãn mà đang lúc mọi người ăn xong thịt kho sau đó tần thiên đứng dậy những người này ăn hắn nhiều đồ như vậy, không thể ăn chùa à, phải cho hắn điểm chỗ tốt mới được. Chư vị các hương thân, các người muốn ngày ngày cũng có thể ăn thịt kho, nghĩ thế nào ăn liền làm sao ăn, nghĩ tới lên thoải mái có tôn nghiêm cuộc sống sao. Tiệt rượu trước mặt, Tần Thiên đứng ở chỗ cao cao giọng kêu, thôn dân đang ăn, nghe nói như vậy sau đó sửng sốt một chút, bọn họ cho tới bây giờ chưa từng nghe qua như vậy. Nhưng không thể chối, như vậy quá có suối dục tính muốn nếu có thể ngày ngày ăn thịt kho ngày đó thật đúng là cực kỳ xinh đẹp ta nằm mộng cũng nhớ qua thoải mái cuộc sống người dân mặc dù không rõ tần thiên phải làm gì nhưng trả lời đều rất tích cực tần thiên gặp bọn họ có cái này dục vọng trong lòng rất là hài lòng người nếu là có dục vọng liền tốt chập chờn được các người muốn như vậy sinh hoạt ta tần thiên liền có biện pháp để cho các người có như vậy sinh hoạt thật tiểu thiên ngươi có thể đừng gạt người có phải là thật hay không tần thiên nói đương nhiên là thật chắc hẳn các người đã biết ta bây giờ có hai cái làm ăn làm đi một cái là nhang chống mũi một cái là nước hoa ta tần thiên trước rất nghèo hiện đang tại sao như thế giàu có liền bởi vì làm cho này hai cái làm ăn rất kiếm tiền à thông dân gật đầu liên tục trước kia đừng xem tần thiên có tần gia trang viên ở nhưng nhà bọn họ tình huống gì mọi người đều biết có thể xem bây giờ mời bọn họ thịt cá ăn tần thiên một chút cũng không đau lòng cái này cũng đủ để nói rõ tần thiên có tiền à mọi người đều là hương thân hương lý đều là huyết mạch tương liên tộc nhân ta tần thiên phát đạt không thể nào nói liền quên mọi người ta chuẩn bị dẫn mọi người trí phú chỉ cần các người chịu đi theo ta liền giữ thời điểm ăn tết các người có thể qua một cái tốt năm không biết mọi người có ý gì nói xong tần thiên nhìn thôn dân phía dưới những thôn dân này lúc này tâm trạng hết sức kích động Bọn họ tự như thấy được tương lai tốt đẹp. Tiểu Thiên, ngươi nói làm thế nào đi? Đúng vậy, ngươi nói làm thế nào, chúng ta liền làm thế nào, tuyệt không hàm hồ. Ai muốn lùi bước thì không phải là người thôn Tần gia. Tần Thiên bây giờ là quan, mọi người cũng tôn trọng hắn, tự nhiên cấp cho hắn mặt mũi, còn nữa, mọi người vậy đều thấy được đoạn này thời gian Tần Thiên nhanh chóng tích lũy tài phú thủ đoạn, nói thật, không hâm mộ đó là không thể nào. Hôm nay Tần Thiên nguyện ý dẫn bọn họ cùng nhau làm, bọn họ nếu là còn chậm lại, vậy chính là người ngu. Mọi người nhau nhau bày tỏ thái, Tần Thiên gật đầu một cái. Được, bây giờ chúng ta chủ yếu nhất làm ăn liền hai cái, một là nhan chống mũi, hai là nước hoa, hai thứ đồ này chế tạo đều cần rất nhiều người. Mọi người nếu như nguyện ý, ngày mai sẽ tới ta nơi này làm công, ta sẽ không bạc đãi mọi người, một ngày hai bữa cơm bao no, lại thêm ba mươi văn tiền công mỗi một nguyệt nguyệt để nếu như làm tốt ta còn biết có thưởng lệ mọi người cảm thấy thế nào một ngày hai bữa cơm bao no còn có ba mươi văn tiền công cầm như vậy đãi ngộ đối với bọn họ những thôn dân này mà nói thật là trước đó chưa từng có cho nên tần thiên mới vừa nói xong một đám thôn dân liền đứng ra bày tỏ nguyện ý bất quá lúc này thôn chính tần quý đứng dậy tiểu thiên ngươi nguyện ý dẫn mọi người cùng nhau làm đây là chuyện tốt bất quá lập tức phải ngày mùa, nhà nhà sợ rằng còn phải rút ra một ít nhân công làm việc đồng án mới được, chúng ta dù sao cũng là nông dân, không thể quên bản à. Làm là thôn chính, tần quý có chức trách trợ giúp thôn dân thu hoạch hoa màu đợi một chút, thậm chí còn phải thay thế triều đình thu thuế, nếu như lương thực thu thuế không lên đây, hắn thôn này đang chỉ sợ ở tự nhận trách nhiệm từ chức. Cho nên, kiếm tiền trọng yếu không giả, nhưng thu hoạch hoa màu vậy rất trọng yếu. Tần Quý nói lên cái vấn đề này sau đó, Tần Thiên cảm thấy cũng có đạo lý, không thể nào nói là kiếm tiền, liền đem chuyện lương thực cho hoang phế. Bác Quý nói có lý, như vậy đi, nhang chóng mũi và nước hoa chế tạo cũng không cần quá nhiều khí lực, phụ nữ và trẻ con đều có thể làm, cùng nông thời điểm bận rộn, nhân công có thể trở về nhà thu hoạch hoa màu, những thứ khác nguyện ý tiếp tục lưu lại làm thợ, ta cho gấp đôi tiền công. Như thế nói xong, Tần Quý và thôn dân đều cảm thấy cái biện pháp này tốt, hơn nữa vậy đều cảm thấy Tần Thiên hào phóng, nhau nhau bày tỏ kỳ giúp đỡ. Tiệt rượu cho đến hoàng hôn mới tan hết, tới hôm nay hội bôn ba, mọi người cũng mệt quá sức, cho nên liền thật sớm trở về phòng nghỉ ngơi. Tần Thiên và Đường Dung hai người trở lại gian phòng sau đó, đều có điểm lúng túng, Tần Thiên ngừng lại một chút, trực tiếp cầm ra lạnh tiệt trải ở trên mặt đất. Đường Dung nằm ở trên giường ngủ không yên giấc, hôm nay tình huống thật sự là quá mạo hiểm có thể phu quân của mình nhưng cũng chuyển nguy thành an không chỉ có như vậy còn bị đóng quan mặc dù chỉ là cái nho nhỏ bác phẩm quan nhưng ở nàng nhìn lại đã rất tốt bây giờ nàng đối với tần thiên là càng ngày càng khâm phục chẳng qua là tần thiên đối với nàng tựa hồ có chút như gần như xa lòng nàng tự có chút loạn không biết nên làm cái gì mới phải tiệm bày xong ngươi chuẩn bị để cho ai đi làm tối nay ánh trăng không tệ Đường Dung né người nhìn Tần Thiên hỏi. Tần Thiên khoanh tay nhìn nóc nhà, nói. Để cho chị đi trường an phụ trách đi, nàng có chút việc làm sẽ tương đối khá hơn một chút, hơn nữa nàng một mực ở nhà, chúng ta hai người như vậy cũng không phải kế hoạch lâu dài. Đường Dung biểu môi, trong lòng có chút không phải mùi vị, Tần Thiên lời này, không rõ ràng trước không muốn cùng nàng ở cùng trong một gian phòng sao. Nàng cứ như vậy chọc người phiền sao. Bất quá nàng đè nén khó chịu, lại hỏi mọi người cũng có chuyện làm vậy ta làm gì cái vấn đề này tần thiên ngược lại là không có nghĩ qua hắn một mực lấy là đường dung không thích mình cho nên vậy cũng chưa từng nghĩ tới để cho nàng làm cái này làm cái đó làm là tần gia trang viên bà chủ ngươi chỉ cần đem trang viện cho xử lý tốt là được những thứ khác không cần phải để ý đến tần thiên chân thực không tìm được đường dung có thể làm sự việc cho nên cũng chỉ có thể dùng cái cớ này tới làm lấy lệ cái cớ này không được tốt lắm nhưng cũng không coi là xấu xa đường dung nghe tới nhưng là vui mừng tần gia trang viên bà chủ cái này không liền bày tỏ tần thiên là đồng ý nàng cái thân phận này sao có thể tần thiên nếu đồng ý ban đầu lại vì sao phải nhúng nhường đâu đang suy nghĩ đường dung đột nhiên cảm thấy một hồi thấu xương đau đớn không nhịn được liền cau mày kêu một tiếng tần thiên đang nằm nghỉ ngơi đột nhiên nghe được một tiếng hét thảm thẳng một chút liền nhảy cẩn lên chạy đến đầu giường gặp đường dung mặt đầy thống khổ trong lòng không kìm được bối rối ngươi làm sao rồi đường dung sắc mặt thống khổ có thể lại có chút lúng túng ngượng ngùng đem tần thiên đẩy ra ngươi đi ra ngoài ngươi đi ra ngoài trước nàng có chút ngại quá mơ hồ lại có điểm nóng nảy dâng trào tần thiên sửng sốt một chút ngay sau đó liền công khai chỉ sợ là đường dung kinh nguyệt tới không làm chần chờ hắn liền vội vàng lui ra ngoài Converter Du Ung kiều cầu ủng hộ bộ siêu phạm quý tộc nhé. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 43 Băng vệ sinh Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Converter Du Ung kiều cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình người phụ nữ có hai thống khổ lớn là người đàn ông vĩnh viễn cũng không lãnh hội được. Một là sanh con, hai là tới kinh nguyệt. Đường Dung tới kinh nguyệt, bất quá tận thiên ban đầu cũng không có cảm thấy cái này có gì mỗi người đàn bà mỗi một tháng cũng biết tới kinh nguyệt hắn cảm thấy cái này đối với nữ nhân mà nói quá bình thường bất quá làm hắn thấy tiểu thanh lại là cầm vải lại là bắt phân cho sau đó lại là nấu nước lúc này hắn mới phát hiện tới kinh nguyệt đối với cổ đại nữ nhân mà nói là một đại sự hoặc giả nói là một kiện hết sức trường ra lại rất đau đớn sự việc tiểu thanh và đường dung hai người giày vò đến lớn nửa đêm sau đó tần thiên mới rốt cục trở lại phòng ngủ tiếp tục nghỉ ngơi chẳng qua là bị đường dung như thế ồn ào hắn có chút ngủ hưng hoàn toàn không có không biết chuyện gì hắn tổng không nhịn được nghĩ đi đường dung đi nơi nào hy vọng trong đường dung rất là ngượng ngùng cũng có chút cáu giận trong chốc lát hai người sống chung một phòng thay đổi càng phát ra lúng túng trước kia không phát sinh chuyện này lúc này tần thiên cũng không cảm thấy có nhiều lúng túng nhiều nhất chính là hai người tất cả ngủ riêng thôi có thể xảy ra chuyện này một ít suy nghĩ liền có chút không phòng giữ được trăng đã giữ trời đường dung cũng bị chuyện tối hôm nay gây ra rất ngại quá hơn nữa luôn là bị tần thiên trọng xem nàng càng không buồn ngủ nằm ở trên giường trằn trọc trở mình mà đang ở nàng ở trên giường qua lại phiên động lúc này phía dưới đột nhiên truyền tới một hồi tiếng vang ngay sau đó nghe cửa két một tiếng mở ra nàng nghiêng người sang tới vừa vặn thấy tần thiên bóng người biến mất ở trong màn đêm thấy Tần Thiên rời đi, nàng đột nhiên bị tổn thương lòng. Chẳng lẽ chuyện tối hôm nay, để cho hắn đối với ta càng phát ra chán ghét. Đường Dung từ trên giường ngồi dậy, không biết bắt đầu từ lúc nào, nàng lại vậy đa sầu đa cảm, đem Tần Thiên rời đi cho là Tần Thiên đối với nàng chán ghét. Dẫu sao tối hôm nay nàng đích xác có chút nhiều chuyện, làm trễ nải Tần Thiên nghỉ ngơi. Nàng đột nhiên có chút oán hận, oán hận vì sao hết lần này tới lần khác ở tối hôm nay tới kinh nguyệt đêm đã khuya sâu tần thiên chẳng qua là bởi vì là thật ở không ngủ được vừa mới nghĩ đi ra đi tới lui đối với đường dung cũng không có một chút chán ghét ý nghĩa hơn nữa hắn rất lo lắng mình lại tiếp tục đợi tiếp dục vọng sẽ không khống chế được hắn trước kia cho tới bây giờ không có như vậy qua nhưng tối hôm nay nhưng luôn là sẽ nhớ tới một ít phái nữ nơi kín đáo tranh ảnh chẳng qua là từ trong nhà sau khi đi ra tần thiên lại chân thực nhàm chán nghĩ đến tối hôm nay đường dung dùng phân cho tới hút máu không kìm được một hồi run rẩy vật kia vệ sinh sao nghĩ như vậy hắn đi liền kho hàng tìm một ít tương đối mềm bố trí cộng thêm một ít hút bơi lội giỏi tốt miên hoa sau đó dựa theo đời sau băng vệ sinh bộ dáng cho đường dung luyện chế việc theo thù may vá loại chuyện này tần thiên trước kia là sẽ không bất quá có ngón tay vàng ở đây thứ gì đều là bắt vào tay rất nhanh quen thuộc cho nên không thời gian bao lâu tần thiên liền may liền bảy tám cái hắn cảm thấy những thứ này hẳn đủ đường dung lần này kinh nguyệt dùng hơn nữa như thế một bận rộn còn có chút khốn vì vậy liền trực tiếp ngủ ở chỗ này liền đứng lên sáng sớm ngày kế đường dung không biết mình lúc nào ngủ lúc nàng tỉnh lại phát hiện gối là ướt nàng đột nhiên nghĩ đến mình đêm qua thật giống như khóc không kìm được một hồi không nói ra được thương tâm đập vào mặt mà ngay tại lúc này tiểu thanh từ bên ngoài vội vàng chạy tới tiểu thư tiểu thư ngài xem đây là cái đồ gì. Tiểu thanh cầm băng vệ sinh chạy vào, vật kia không lớn, cũng chỉ hai cái lớn chừng bàn tay, ở giữa cổ cổ, mềm nhũng, bốn phía dùng dây nhỏ cho mây liền đứng lên. Đường dung cũng không biết đây là cái gì, thậm chí nhìn vật này hình dáng, vậy hoàn toàn không hiểu vật này có ích lợi gì. Tiểu thanh, ngươi lại ham chơi, đây là cái đồ gì? Đường dung trong lòng không thoải mái, thân thể cũng không thoải mái, không kìm được nóng nảy có chút lớn, nói chuyện lạnh lùng tự như mang tức giận tiểu thanh bên này nhưng là mặt đầy ủy khuất tiểu thư đây là băng vệ sinh băng vệ sinh đường dung càng phát ra kỳ quái nàng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua danh tự này chẳng lẽ vật này cùng gì có quan hệ có thể nàng cũng không có gì đúng vậy tiểu thư ngài không phải tới kinh nguyệt liền mà đem vật này để lên lại thoải mái vừa có thể phòng ngừa xuất hiện bất ngờ hơn nữa còn rất vệ sinh được không dùng tiểu thanh nói hưng phấn giống như nàng dùng qua tự như mà lúc này bị tiểu thanh nói một chút băng vệ sinh công dụng đường dung phát hiện vật kia thật giống như thật là có điểm giống như vì vậy liền lấy một cái ở trong tay sờ lên sau đó phát hiện băng vệ sinh quả nhiên rất mềm so tối ngày hôm qua dùng vải có thể thoải mái hơn nàng tháo ra quần áo thử một cái phát hiện rất thoải mái hơn nữa một chút không ảnh hưởng mình thường ngày đi đi lại lại tiểu thanh đồ tốt như vậy ngươi từ vậy có được tiểu thanh cười một tiếng sáng sớm hôm nay cô gia kêu ta đã qua để cho ta cầm cái này băng vệ sinh là cô gia phát minh ngày hôm qua hắn nhưng mà luyện chế một đêm đâu ta sáng sớm hôm nay thấy hắn lúc này hắn ánh mắt cũng sưng đỏ nghe được băng vệ sinh là tầng thiên thức đêm cho mình làm đường dung trong lòng một hồi ấm áp tấn công tới có một cái như vậy người đàn ông là mình làm chuyện này nàng đã không biết nên nói cái gì cho phải hận không thể lập tức vùi đầu vào người đàn ông này trong ngực tới. Bọn họ người phụ nữ, gần đây đều là làm là người đàn ông phụ thuộc tồn tại, người đàn ông kia chịu tiêu phí tâm tư là một người phụ nữ làm những thứ này. Nhưng ngay khi đường dung chuẩn bị hướng tầng thiên biểu lộ trung tràng lúc này đột nhiên ý thức được một cái vấn đề, đó chính là cái này băng vệ sinh việc theo thù may vá hết sức không tệ, chính là tinh thông nữ hồng nạn đều có điểm tự thẹn không bằng, không có 4-5 năm kinh nghiệm, sợ là không luyện được cái này tiểu thanh nói vật này là tần thiên làm có thể hắn một cái người đàn ông làm sao biết làm cái này chẳng lẽ đường dung đột nhiên có một cái không tốt ý niệm một người đàn ông lại biết làm việc theo thù may vá hơn nữa người đàn ông này đối mặt mình một cái như vậy người đẹp còn có thể thờ ơ nói hắn là người đàn ông ai tin chẳng lẽ hắn không phải người đàn ông đường dung tự nhiên không hủy bỏ tần thiên là người đàn ông chuyện này nhưng nàng cũng biết có người đàn ông có đồng tình luyến ái có người đàn ông phương diện kia không được vì vậy liền càng ngày càng âm nhu hết lần này tới lần khác thích người phụ nữ làm sự việc lúc này đường dung cảm thấy cái này khác biệt tần thiên nhất định là chiếm một cái nếu không hắn trước đó những phản ứng kia thì hoàn toàn nói không thông mà nghĩ tới những thứ này sau đó đường dung lập tức tê liệt ngồi trên mặt đất trong lòng càng khổ đứng lên vốn lấy là gả cho cái người trai hiền không thể tưởng gả cho cái giả người đàn ông mình cả đời này coi như là không hy vọng à nước mắt theo đường dung gò má chảy xuống còn như đi tìm tầng thiên tố trung tràng ý niệm dĩ nhiên là sớm tan thành mây khói đối với một cái giả nam nhân nói những thứ này thì có ích lợi gì đâu tiểu thư ngài khóc cái gì à cô già đối với ngài tốt biết bao à tiểu thanh không hiểu đường dung làm sao đột nhiên khóc nạn có chút lo lắng đường dung khẽ than một tiếng lau đi nước mắt sau đó nói tiểu thư đây là cao hứng. Tiểu thư cao hứng khóc, ta đi nói cho cô gia. Converter du ung kiều cầu ủng hộ bộ tiêu diêu tiểu thần côn. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 44 Cửa tiệm thành Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Converter du ung kiều cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình tần thiên cũng không biết đường dung bắt được băng vệ sinh sau những ý tưởng kia. Hắn muốn là biết nói, chính là chết cũng sẽ không đem băng vệ sinh cho làm được. Đây quả thực là người đàn ông sĩ nhục à, dám nói hắn không phải người đàn ông, hắn có thể so với người đàn ông còn người đàn ông đây. Tiểu Thanh đem băng vệ sinh lấy đi sau đó, Tần Thiên cũng không có muốn đi hỏi đường dung dùng như thế nào, bởi vì làm cho này nói hắn chân thực không hỏi ra miệng, quá lúng túng. Còn nữa chính là, sáng sớm, Tần gia trang viên tới một vị quý khách, hơn nữa cái này quý khách còn mang theo một trăm sâu tiền tần gia tiểu tử à, ngươi người này vậy quá không phúc hậu, muốn hùng vốn mở tiệm, làm sao đem ngươi chú Lý Tích quên mất. Lý Tích cầm một trăm sâu tiền đặt ở phòng khách, có ý gì đã không cần nói cũng biết, tần thiên âm thầm cười khổ, hắn bây giờ cũng chỉ còn lại có sáu thành lợi nhuận, cái này phải lại chia đi ra ngoài một phần, mình rơi liền càng ít hơn. Chẳng qua là anh quốc công Lý Tích, hắn vậy cự tuyệt không thể. Anh quốc công nhưng mà oan uổng cháu nhỏ, ngài vậy một phần cháu nhỏ cũng đều cho ngài nhớ đâu nếu không há chẳng phải là thật xin lỗi ân cứu mạng của ngài lý tích gặp tần thiên thằng nhóc này lên đường trong bụng vui mừng được được có ngươi lời này ta liền không cứu không ngươi đúng rồi trong nhà có còn hay không nước hoa ngày hôm qua nước hoa lý tích vốn là muốn để lại một chai cho mình ai có thể nghĩ bị lý thế dân cho nửa đường cướp đi không có biện pháp ngày hôm nay hắn chỉ có thể dày nét mặt già nua tới muốn cũng may tần thiên cũng cho hắn mặt mũi, lập tức sai người cầm mấy chai đi ra, cái này lý tích thấy nước hoa, vượt phát giác tần thiên trẻ con dễ dậy, bất quá hắn vậy không có ở trong phủ làm nhiều dừng lại, bắt được nước hoa sau đi trở về. Không có biện pháp, phu nhân của hắn biết được nước hoa sau đó, đối với nước hoa thích không được, ngày hôm qua càm ràm một buổi tối, mình nếu là lấy về trễ, không chừng bị nàng nói như thế nào đây. Thật vất vả đưa đi lý tích, tần thiên suy nghĩ bổ cái giác, ai biết vừa mới chuẩn bị đi phòng ngủ tần tam vội vã chạy tới công tử lão gia đã đem cửa tiệm cho ngài tìm xong rồi ngài xem khi nào đi xem xem nghe được tần thúc bảo đã đem cửa tiệm cho tìm xong rồi tần thiên có chút khiếp sợ cái này mới bay lớn thời gian à tần quỳnh ngay tại thành đông đem cửa tiệm cho tìm xong rồi bất quá suy nghĩ một chút vậy không việc gì làm là dực quốc công chỉ cần chịu bỏ tiền muốn ở thành đông bàn cái kế tiếp cửa hàng mặt tiền vậy còn không dễ dàng sao? Tin tức này để cho Tần Thiên buồn ngủ quét sạch, nói. Mạng ta người đeo nhang chống mũi và nước hoa sau đó, lập tức đi ngay nhìn một chút. Dầu gì là mình cửa hàng, Tần Thiên buông tay chân ra làm ăn bước đầu tiên cuối cùng là hoàn thành. Sai người sắp xếp mấy chiếc xe trâu nhang chống mũi và nước hoa sau đó, Tần Thiên bên này lập tức mang bác phúc cùng với mấy cái làm giúp hướng thành trường An chạy tới. Đi vào thành trường An, đi tới thành Đông, Tần Tam dẫn bọn họ liền đi tới Tần Thúc Bảo cho hắn tìm cửa tiệm kia trải, thấy vậy cửa hàng lúc này Tần Thiên không kìm được cười khổ một hồi. Ngược lại không phải là cửa hàng này chưa ra hình dáng gì, Tần Thúc Bảo cho hắn tìm cửa tiệm rất lớn, không chỉ có phía trước có ba bốn cái mặt tiền, chính là phía sau, còn có một cái rất lớn đinh viện, có thể dùng để người ở cũng hoặc là là làm kho hàng dùng. Chỗ này ít nhất có mười mấy mẫu lớn nhỏ, ở thành trường an địa phương như vậy giá tiền chỉ sợ không tiện nghi. Đối với cái này, Tần Thiên là rất hài lòng, hắn cười khổ là chỗ này, chỗ này thuộc về khu vực sầm quốc, nhưng đối với mặt nhân là tứ hải cư. Ngày hôm qua hắn mới vừa ở chỗ này nháo xong chuyện, ngày hôm nay ở nơi này mở tiệm, chẳng biết tại sao, luôn có một loại hắn đây là cố ý lấy le cảm giác. Xem xem, ta ngày hôm qua đánh đông cung nội thì thì thế nào, ngày hôm nay còn không phải là như thường ở chỗ này mở tiệm. Điều này hiển nhiên có chút không phù hợp tầng thiên khí chất. Hơn nữa hắn vừa vào tiệm, rất nhiều người liền xông tới năm mồm bảy miệng nói, loại cảm giác này thật không tốt. Bất quá hắn cũng không có buông tha mọi người tới vây cơ hội. Chư vị, ngày hôm nay ta tận gia nước hoa trải coi như là thử buôn bán, nhàn chống mũi bớt 20%, nước hoa bớt 10%, chỉ này một ngày, mong muốn có thể không nên bỏ qua à. Một tiếng này thét to, nhất thời đem cửa chỉ chỉ chỏ chỏ những người đó cũng hấp dẫn đi vào. Ngày hôm qua rất nhiều người liền không có thể mua được nhang chống mũi và nước hoa, ngày hôm nay bọn họ cũng không muốn bỏ lỡ nữa. Cho ta tới 100 cây nhang chống mũi, cộng thêm hai bình nước hoa. Ta cũng muốn. Cửa hàng không nhỏ, nhưng rất nhanh liền bị điên cuồng người dân cho chen có chút nước chảy không lọt. Tứ hải cư trưởng quỷ Lô Phong vốn là đang trong tiệm tính sổ, gặp rất nhiều quý khách cũng chạy ra ngoài, nhất thời rất là tò mò. Ra liền sau đó, mới phát hiện Tần Thiên lại đang đối diện mở ra một nhà nước hoa trải, nghĩ đến ngày hôm qua không mua được nước hoa lô hoa nương thất lạc, hắn lập tức không để ý nóng bức vọt vào. Tần Tiểu Lan Quân, Tần Tiểu Lan Quân. Lô Phong chen lấn thật lâu rốt cuộc chen đến phía trước, sau đó đem mấy sâu tiền lấy ra. Tiểu Lan Quân, nước hoa, nhàn chóng mũi, ta đều phải. Lời còn chưa nói hết, Tần Thiên một mặt cười khổ nói. Lô trưởng quỷ, chân thực ngại quá, nước hoa bán xong, nhàn chống mũi còn có. Vừa nói nghiêng đầu nhìn một cái, một cái sau đó, Tần Thiên càng phát ra bất đắc dĩ. Nhàn chống mũi cũng không có. Nước hoa và nhàn chống mũi lập tức bán xong, người dân lục tục tản đi, một ít không cướp được người có chút y y không thôi, lô phong nhưng là nhất là không cam lòng. Nước hoa này trải cũng lái đến cửa nhà mình có thể mình đều không có thể mua được ngươi nói đần không ngu ngốc có tức hay không người tiểu Lan quân thật không có lô phong có chút không chịu bỏ qua dẫu sao nhà hắn tiểu thư là thật muốn nước hoa tần thiên gặp hắn như vậy nói hôm nay không có lô trưởng quỷ nếu quả thật muốn ngày mai ta để cho người trực tiếp cho ngươi đưa đến tứ hải cư dù sao lấy sau chúng ta đối diện cũng phải trưởng tới trưởng đi mà cùng chung quanh thương hộ làm quan hệ tốt rất trọng yếu đặc biệt là không có cạnh tranh thương hộ tần thiên lời này có thể nói là cho đủ lô phong mặt mũi cũng để cho hắn ăn thuốc an thần nói có tiểu lan quân những lời này ta an tâm tốt ta ngày mai ở tứ hải cư chờ lô phong đi náo nhiệt chí cực nước hoa trải rất nhanh lại yên tĩnh lại mặc dù không lúc có người tới hỏi có hay không hàng nhưng đã không giống trước điên cuồng như vậy cho đến lúc này Tần Thiên mới có rảnh thăm một chút cửa hàng này tử, cửa hàng phía trước có bốn môn mặt, hiện nay hắn cũng chỉ có thể dùng một cái, ngoài ra ba cái hoặc là trống không, hoặc là chính là làm kho hàng dùng. Bất quá Tần Thiên kiếm tiền phương pháp rất nhiều, chắc chắn sẽ không để cho trống không, như vậy nhìn một lần sau đó, hắn liền và Tần Tam đi một chuyến dịch quốc công phủ. Tuy nói cái này cửa hàng là mình nghĩa phụ cho sang lại, nhưng hắn cũng hẳn đi cảm ơn một phen chẳng qua là hắn vừa mới tới dực quốc công phủ lại bị cho biết tần thúc bảo đi tần vương phủ thương nghị sự việc đi chỉ cho tần thiên giữ lại một phong thơ tần thiên mở ra xem bên trong lại là một bản khế đất cũng chính là hắn cái đó cửa hàng khế đất nguyên lai hắn nghĩa phụ cũng không phải là đem cửa tiệm sang lại mà là trực tiếp mua xuống đưa cho tần thiên cái này làm cho tần thiên cảm kích không thôi trong chốc lát cũng không biết nên nói cái gì tốt lắm chỉ có thể rất dày nhang vô sĩ đem vậy tấm khế đất thu vào. Converter Du Ung kiều cầu ủng hộ bộ tiêu diêu tiểu thần côn. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 45 Ấm no tư Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Converter Du Ung kiều cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình phóng tần thúc bảo không gặp, tần thiên không thể làm gì khác hơn là thật sớm trở về. Trở về sau đó, thắng gia tăng nhanh chóng mũi cùng với nước hoa chế tạo lực độ dựa theo hiện nay thành trường an nhu cầu tính mà nói bọn họ chế tạo nhiều ít là có thể bán đi ra ngoài nhiều ít đây có thể đều là tiền à không có gì bất ngờ xảy ra tần thiên cảm giác được mình rất nhanh là có thể tụ tập một số lớn nguyên thủy vốn màn đêm đến lúc này tần thiên mới lần đầu tiên ở đường dung dùng qua băng vệ sinh sau thấy nàng hai người ở phòng ngủ lúc gặp mặt đều có điểm lúng túng tần thiên lấy là đường dung là dùng băng vệ sinh ngại quá cho nên mới như vậy cho nên vậy không quá mức để ý đường dung nơi này mặc dù cảm thấy tần thiên phương diện kia không được có thể vẫn là có chút khó tin tới một cái hai đi hai người đột nhiên liền lại có điểm không thân thiết bất quá yên lặng là không thú vị cho nên rất nhanh tần thiên liền nói đến ngày hôm nay ở thành trường an sự việc nghĩa phụ mua cho cửa tiệm rất lớn mở ra một nhà tần thiên nước hoa trải bên ngoài còn có ba cửa mặt có thể dùng ngày mai sẽ để cho chị mang hàng hóa đi bán sau này thì để cho nàng ở tại thành trường an nói tới chỗ này tần thiên vừa cười một tiếng như vậy chúng ta hai người cũng không cần như thế ở lúng túng đường dung nằm ở trên giường cười khổ có cái gì lúng túng trước kia nàng lo lắng bị tần thiên khi dễ có biết tần thiên không phải người đàn ông sau đó nàng còn lo lắng cái quái gì à chúng ta như vậy có cái gì lúng túng ngươi hoàn toàn có thể một mực như vậy ở tránh cho bị chị phát hiện đường dung tùy ý nói một câu lúc nói không kìm được hướng tần thiên nữa mình dưới nhìn một cái tần thiên cũng không phát hiện chẳng qua là đột nhiên trong lòng cuồng nhảy cẩn lên hắn không nghĩ tới đường dung lại không muốn đuổi mình rời đi đây không phải là nói nàng đón nhận mình chẳng lẽ là băng vệ sinh công lao đích xác là băng vệ sinh công lao bất quá sự việc cũng không phải là tần thiên nghĩ như vậy được đường dung lời này tần thiên rất có điểm không biết xấu hổ theo đồng ý ngươi nói cũng đúng tiểu điệp con bé này miệng cũng không kín đường dung âm thầm biểu môi không nói gì nữa bây giờ nàng cũng không đem tần thiên làm người đàn ông xem cho nên coi như tần thiên một mực ở nàng cũng không có phương diện kia lo lắng một đêm cứ như vậy đi qua sáng sớm ngày kế tần phi yến mang mấy cái làm giúp kéo nhang chống mũi và nước hoa đi thành trường an thành đông tiến hành buôn bán vì để tránh cho trên đường trễ nải thời gian, Tần Phi Yến cũng chưa có tới lui bôn ba, lớn thời gian dài liền trực tiếp ở cửa hàng phía sau nghỉ ngơi. Nhan chống mũi và nước hoa ở toàn bộ thành trường An đều là không có đối thủ cạnh tranh, cho nên hai thứ đồ này tốt bán kinh người, bỏ mặt thôn Tần Gia bên này sản xuất nhiều ít, chỉ cần kéo đến thành trường An đi, giữ trước khi trời tối có thể bán xong. Cuộc sống liền cái này mỗi ngày quá, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Tần Thiên bọn họ đã kiếm rất nhiều tiền hết thảy cũng bước vào nề nếp, tần thiên bên này lại bắt đầu đi nghĩ thế nào lại khuếch trương làm ăn lớn. Tuy nói nhan chống mũi và nước hoa làm ăn không tệ, nhưng hai thứ đồ này là lấy sau theo mùa, nhang chống mũi không nói, qua mùa hè lập tức không làm ăn, cho nên mùa hè vừa qua, nhan chống mũi cái này làm ăn liền không kiếm được tiền. Còn như nước hoa mà, nó còn có hương thơm công hiệu, phu nhân nhất định là thích, đổ không cần quá lo lắng, bất quá vật này bền, sớm muộn đều có bảo hòa một ngày. Cho nên muốn muốn cho tiền kiên trì bền bỉ tới, còn phải muốn những đường ra khác, dù sao thành đông bên kia còn có ba cái cửa hàng mà. Chẳng qua là chỉ như vậy để cho hắn đắng muốn kiếm tiền biện pháp, một hồi lâu ở giữa thật là có điểm khó khăn là hắn. Băng vệ sinh rất tốt dùng, nhưng vật này chỉ sợ không lên được mặt bàn à, đời sau như vậy hạn chế cấm vận, rất nhiều người mua vật này đều cảm thấy có chút lúng túng, cái thời đại này chỉ sợ càng khó mà nói băng vệ sinh để cho đường dung và tần phi yến các nàng dùng một chút là được nhất định là không có cách nào đại quy mô sản xuất hơn nữa cầm đi ra ngoài bán băng vệ sinh không được tần thiên liền nghĩ đến thịt kho vật này ăn thật ngon tuy nói rất nhiều quyền quý đưa cái này làm tiện thịt nhưng cũng là bởi vì là heo không có thiến mùi trên người tương đối dày đặc nếu như thiến sau đó ăn nữa cũng chưa có cái mùi này khi đó thông qua món ăn này kiếm tiền cũng không không thể nào chẳng qua là muốn bán thịt kho phải mở khách sạn à hắn có thể không có ở đây ở phòng bếp làm món ăn này hơn nữa vì bán một món ăn liền mở một cái khách sạn có phải hay không quá tự do phóng khoáng một chút trọng yếu nhất là cửa tiệm đối diện chính là tứ hải cư đoạn này thời gian hắn cùng lô phong quan hệ đánh không tệ đi tứ hải cư ăn cơm luôn có phòng nhã hơn nữa giá cả so với người khác cũng tiện nghi đây nếu là mở khách sạn cùng lô phong cạnh tranh hắn thật là có điểm ngại quá người trong nước cũng nói một cái tình cảm nếu không phải biết cạnh tranh cũng chỉ cạnh tranh đây nếu là biết vậy thì có điểm không phúc hậu mấy ngày gần đây tần thiên là muốn buôn bán gì có chút nhức đầu cho tới đều có điểm thèm ăn không phấn chấn ngày này buổi sáng đối mặt vậy một tô mì mảnh canh hắn là làm sao ăn cũng ăn không trôi à nếu là có một vị bánh bao súp là tốt vừa nói tần thiên lắc đầu một cái có một cái lớn bánh bao không nhân cũng được à. Có thể hai thứ đồ này cũng không có, bánh bao súp liền không cần nghĩ, bánh bao ngược lại là có, nhưng lúc này kêu chân bánh, tại sao kêu chân bánh, bởi vì là chân đi ra ngoài bánh bao cũng không phải là tròn, là làm thịt bánh trạng. Bánh bao muốn tròn, phải dùng men lên men, như vậy ở chân thời điểm sẽ sinh ra co hai, khiến cho bánh bao rối bù thơm mềm. Tần thiên một tiếng thở dài, liền cái bánh bao cũng không ăn được cuộc sống này không có cách nào qua có thể vừa lúc đó tần thiên đột nhiên nhảy lên một cái làm sao đưa cái này quên mất tần thiên vỗ đầu hắn cảm thấy đây thật là đi mòn gót giày thì không tìm được phải tới toàn không uổng thời gian hắn có thể bán bánh bao bán bánh bao à không cần mở khách sạn hướng khách sạn cung ứng bánh bao và bánh bao cái này cũng không tính là là cạnh tranh đi chỉ có thể coi như là hợp tác tần thiên trong bụng bữa vui nhưng tiếp theo phải giải quyết vấn đề liền là như thế nào lấy được men, không có men mà nói, hắn chừng đi ra ngoài bánh bao khẳng định cũng là bánh trạng. Hắn suy tư men chế tạo, rất nhanh liền tìm được. Tìm được giáo trình sau đó, Tần Thiên phát hiện chế tạo men rất đơn giản, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp để cho bác Phúc đi làm một ít trái cây trở lại. Bác Phúc vậy không suy nghĩ nhiều, lấy là thiếu gia nhà mình muốn ăn trái cây, lập tức liền chạy ra ngoài mua cho hắn một ít trở lại nhưng mà trái cây sau khi mua về tần thiên cũng không có ăn mà là đem những trái cây này lột vỏ sau đó cắt thành miếng nhỏ đặt ở một cái đồ đựng bên trong tiếp lại gia nhập một ít nước và mật ong kẹo làm xong những thứ này tần thiên đem đồ đựng đặt ở trong một gian phòng tiến hành lên men bác phúc nhìn có chút mộng thiếu gia ngài đây là lại phải phát minh vật gì không bác phúc thật là càng ngày càng thông minh bác phúc có chút ngại quá nói Vậy có, thiếu gia thật biết nói đùa. Vừa nói dừng một chút, tiếp hưng phấn nói. Thiếu gia có phải hay không muốn phát minh quả cất, mùa hè uống cái này nhất không tệ. Tần thiên không nói, đều nói là phát minh, trái cây này cất sớm đã có chi, coi là cái gì phát minh à. Converter vơ du ung kiều cầu ủng hộ bộ tuyệt thế vũ thần 2. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 46 Men Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Converter du ung kiều cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình tần thiên cũng không có cùng bác Phúc nói nhiều, bởi vì là nói nhiều liền hắn vậy không biết, ngược lại để cho hắn hỏi tới hỏi lui chán ghét, không bằng cùng làm xong sau để cho hắn trực tiếp xem. Trái cây thêm mật ong kẹo đặt ở đồ đựng bên trong lên men, mấy ngày sau có mùi rượu tản mát ra, hơn nữa toát ra bọt khí, tần thiên biết men coi như là lên men thành công. Nhưng bây giờ còn còn chưa xong tần thiên đem lên men tốt men tiến hành lọc chỉ để lại men dịch sau đó lại tìm tới bột mì cùng men dịch tiến hành hỗn hợp khuấy tiếp lại ngược lại chỗ bóng mát chế tạo men loại quá trình này tương đối ngắn cũng chỉ mấy giờ mấy giờ sau đó hỗn hợp khuấy men loại thể tích bành trướng đến trước khi gấp đôi lúc này men loại liền coi như là hoàn thành mà có men loại sau này lại chế tạo men cũng không cần như thế phiền toái trực tiếp cầm một ít men loại tiến hành bồi dưỡng sinh sản là được men loại sau khi làm xong, Tần Thiên hưng phấn không thôi, cầm vậy một vò men loại, hưng phấn cơ hồ muốn rơi lệ, có vật này, sau này bữa ăn sáng rốt cuộc không cần lần nữa mặt mảnh than. Chẳng qua là Tần Thiên kích động lúc này bên cạnh bác Phúc nhưng là mặt đầy ngạc nhiên. Hắn lấy là thiếu gia nhà mình muốn phát minh quả cất, không thể tưởng lại là một ít liền mặt vướng mắt, vật này có ích lợi gì. Thiếu gia, ngài vật này là làm gì à? Bác Phúc rất nghi ngờ, Tần Thiên nhưng là thận trọng đem những cái kia men loại gìn giữ tốt, sau đó lấy ra một ít tới. Đi, đi phòng bếp làm bánh bao đi. Tần Thiên cầm một ít men đi tới phòng bếp, đem những cái kia men cùng nước hỗn hợp, sau đó bắt đầu và mặt, như vậy và tốt sau đó, yên tĩnh thả hai tiếng tỉnh mặt. Một lúc lâu sau, vốn là chẳng qua là nửa chậu mặt, đã lái đến tràn đầy một chậu tử, lấy tay đi đâm, còn có thể thấy không thiếu bọc khí bác phúc gặp mặt lại bành trướng đến nơi này sao lớn nhất thời kêu lên thiếu gia cái này đây là chuyện gì xảy ra tần thiên đối với bác phúc rất im lặng cho nên cũng không có phản ứng hắn chẳng qua là bắt đầu nhồi mì làm bánh bao cùng bánh bao xoa tốt sau đó thả ở trong nồi chưng chưng thời gian không cần quá trưởng nhỏ nửa giờ liền xong hết rồi cùng bánh bao đâm một cái vừa có thể khôi phục nguyên trạng lúc này bánh bao coi như là thành ra nồi bác Phúc thận trọng đem bánh bao từ trong nồi lấy ra, hơi lạnh một chút sau đó, bác Phúc không nhịn được trước cắn một cái, cái này cắn xuống một cái, chợt cảm thấy bánh bao xốp hương vị ngọt ngào, thật là ăn ngon đến không được. Hắn hai cái đem một cái bánh bao nuốt vào. Thiếu gia, cái này. Bánh bao ăn thật ngon à, thiếu gia thật là thật lợi hại. Tần thiên vậy cầm một cái nếm nếm, quả nhiên so trong ngày thường ăn chừng bánh không biết tốt hơn ăn nhiều ít, mà bánh bao thành công vậy bày tỏ hắn chế tạo những cái kia men là thành công cái này làm cho hắn hết sức mừng rỡ bác phúc đi trong thôn chiêu mộ một ít có thể chưng bánh bao người phụ nữ tới để cho các nàng cho ta nhiều chưng một ít ra ta muốn lấy được thành trường an đi bán cái này bánh bao có thể so với chưng bánh tốt ăn nhiều bắt được thành trường an đi nhất định là có thể kiếm tiền bác phúc hiển nhiên cũng nhìn thấy cơ hội làm ăn nghe ra lệnh sau đó xoay người muốn đi làm chuyện bất quá mới vừa đi hai bước đột nhiên lại lộn trở lại hướng tần thiên hì hì cười ngây ngô hai cái tiếp một tay bắt hai cái bánh bao chạy ra ngoài tần thiên lắc đầu cười khổ thời tiết có chút âm trầm dường như muốn hạ một trận mưa lớn đường dung ngồi ở trước cửa sổ nhìn khí trời bên ngoài đột nhiên hy vọng trận mưa lớn này có thể tới mãnh liệt một ít nàng gần đây tâm tình thật không tốt có chút buồn rầu nàng rất muốn có một trận mưa lớn có thể xông lên đi những phiền não này bầu trời càng phát ra bóng tối nồng mây dày đặc thậm chí mơ hồ vẫn có thể nghe được tiếng sấm trận mưa này sợ là không chạy thoát đường dung đột nhiên nghĩ tới cái gì vì vậy nghiêng đầu nhìn ở bên trong phòng luyện chữ tiểu thanh hỏi tần thiên gần đây đang bận rộn gì nàng phát hiện mình đã rất lâu không có quan tâm qua tần thiên tiểu thanh ngừng bút nói Nghe Tiểu Điệp nói cô già đang làm bánh bao. Bánh bao. Đường Dung hơi ngưng mi, Tiểu Thanh gật đầu một cái. Đúng vậy, chính là chúng ta thường ăn chưng bánh, bất quá Tiểu Điệp nói cô già phát minh cái gì men, có thể để cho bánh bao thay đổi thơm mềm, không biết có phải là thật hay không. Đường Dung có chút cáu im liềm, muốn đi ra ngoài một chút, nghe được Tiểu Thanh lời này, đột nhiên có chút hiếu kỳ, nói. Ngươi vậy đừng luyện chữ, theo ta đi xem xem vậy bánh bao đi. Tiểu Thanh nghe vui mừng, thật ra thì nàng sớm không muốn luyện chữ, hơn nữa cũng có chút đói. Hai người ra gian phòng, thẳng hướng phòng bếp chạy tới, đi tới phòng bếp lúc này bác Phúc mới vừa từ bên trong đi ra, một cái cầm trong tay hai cái bánh bao, vừa chạy vừa ăn, cùng hắn chạy đến đường dung trước mặt lúc này hai cái bánh bao đã bị hắn ăn sạch sẽ. Tiểu Thanh nhìn bác Phúc ăn bánh bao dáng vẻ, không nhìn được nuốt nước miếng một cái. Đường dung thần sắc khẽ động, thầm nghĩ muốn vậy bánh bao thật là trắng à phu nhân bác phúc trong miệng bánh bao còn không có nuốt xuống lúc nói có chút hàm hồ đường dung dường như cùng hắn sau khi ăn xong mới hỏi gấp như vậy làm gì phu nhân thiếu gia để cho ta đi tìm người tới chưng bánh bao cái này bánh bao ăn quá ngon tiểu thanh càng sàm đứng lên vì vậy kéo kéo đường dung ống tay áo tỏ ý nàng chớ cùng bác phúc nói nhanh đi phòng bếp nếm thử một chút bánh bao trước đường dung liếc một cái tiểu thanh nhưng vẫn là rất mau phân phó bác phúc đi làm mà nàng thì bước nhanh vào phòng bếp cô gia ngài chưng bánh bao đâu mới vừa vào phòng bếp tiểu thanh liền ồn ào tần thiên vừa nghiêng đầu thấy đường dung cười nói phu nhân làm sao tới ta đang muốn cầm mấy cái đi cho ngươi nếm thử một chút đây đường dung cười yếu ớt không thể không nói tần thiên đối với nàng là không sai đáng tiếc không phải người đàn ông phải không bất quá nghe nói ngươi ở chân bánh bao sau đó chúng ta liền không nhịn được muốn trước tới xem một chút vừa nói đường dung cầm lên một cái bánh bao cắn một cái một hớp này đi xuống sau đó nàng chợt cảm thấy bánh bao thơm mềm sau khi nhai mấy cái còn mang một chút ngon ngọt mặc dù cái này bánh bao bên trong không có gì cả tăng thêm nhưng lại là nàng ăn rồi ăn ngon nhất chân bánh bánh bao không lớn nàng rất nhanh ăn một cái cho đến sau khi ăn xong mới tiếp tục nói tướng công để cho bác Phúc đi tìm người làm bánh bao, là chuẩn bị cầm đi bán sao? Tần Thiên gật đầu một cái. Đúng vậy, cái này bánh bao tốt như vậy ăn, ta muốn ở thành trường an hẳn là rất có thị trường, hơn nữa, ta không chỉ có muốn bán bánh bao, đến lúc đó còn muốn bán bánh bao thịt, bán sữa đậu nành bánh tiêu hồ cây canh, sau này vậy mặt mảnh canh rốt cuộc có thể không cần uống nữa. Nghĩ đến bữa ăn sáng phong phú liền không thiếu, Tần Thiên liền một hồi hưng phấn đường dung nhưng là hơi chấn động một chút, bởi vì là Tần Thiên nói những thứ này, trừ sữa đậu nành là nàng biết bên ngoài, những thứ khác nàng cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua. Làm ra ăn ngon như vậy bánh bao đã để cho nàng có chút kinh hãi, cái này bánh bao thịt, bánh tiêu hồ cây canh vậy là cái gì? Chợt bây giờ, đường dung không kìm được đối với những thứ này cực kỳ mong đợi, mà ngay tại lúc này, trong bầu trời lại là một tiếng sét vang lên, ngay sau đó liền rào 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 bắt đầu mưa. Converter Du Ung kiều cầu ủng hộ bộ tuyệt thế vũ thần 2. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 47 Bị cướp Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Converter Du Ung kiều cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình trường an đã rất lâu không có mưa. Thông tận gia cũng là như vậy. Một trận mưa lớn đột nhiên xâm nhập tới, ngay tức thì đem khoảng thời gian này út nóng quét một cái sạch mưa to rào rào hạ, đường dung tâm tình cũng không khỏi khá hơn. Gần đây trầm ổn nàng nhìn mưa to ở phòng bếp nhảy cẩn hoang hô, tần thiên cho tới bây giờ không có gặp nàng cái bộ dáng này qua, mà lúc này đường dung là như vậy vui vẻ, như vậy hưng phấn, nàng tự như đem tất cả đè ở mình vật trên người cho hết ném tháo xuống. Có lẽ, đây mới là nàng nhất chân thật nhất mình. Tần thiên nhìn đường dung, đột nhiên bắt được tay nàng, sau đó kéo nàng liền vọt vào mưa bên trong hắn biết đường dung là tưởng tượng đứa bé như nhau vọt vào trong mưa chẳng qua là dù là hắn đã tan mất rất nhiều áp lực có thể vẫn là có chỗ cố kỵ đã như vậy vậy thì do hắn tới giúp nàng hoàn thành đi đường dung sửng sốt một chút ngay sau đó liền đi theo tầng thiên ở trong mưa chạy như điên mưa to xâm nhập tới rất nhanh đem hai người quần áo cũng cho bị ướt có thể bọn họ cũng không để bụng có thể ở trong mưa tận tình phát tiết một lần vì sao còn phải quan tâm những đồ thế tục kia. Từ phòng bếp đến phòng ngủ hai người chạy thời gian rất dài, trở lại trong phòng lúc này hai người đều có điểm thở hồng hộc, nước mưa theo phát sao chảy xuống, hai người lẫn nhau nhìn, đột nhiên cũng không nhìn được vui vẻ cười to đứng lên. Bọn họ cho tới bây giờ không có giống hiện ở đây sao ung dung qua, bọn họ trước kia cũng sống quá mệt mỏi. Bởi vì là không dám lộ ra chân thật nhất mình, không dám biểu đạt mình muốn biểu đạt tình cảm. Tiếng cười kéo dài rất lâu, đường dung nhìn Tần Thiên, nội tâm đột nhiên rất kích động. Ở một khắc kia, nàng thậm chí ở đáy lòng âm thầm thề, dù là Tần Thiên không phải người đàn ông, nàng đời này vậy cùng đặt hắn. Bởi vì là cùng hắn chung một chỗ, thật để cho nàng cảm thấy rất có ý tướng, đây là nàng lúc trước mười mấy năm trong năm tháng nơi cho tới bây giờ chưa từng có. Tình yêu nam nữ không có thì đã có sao, chỉ cần hắn đối với mình tốt là được. H.H.C đường dung ánh mắt có chút mê ly đột nhiên hắt hơi một cái tần thiên gặp nàng như vậy nhất thời có chút láo hắn chỉ lo hưng phấn nhưng quên mất thân thể khỏe mạnh vấn đề nhanh lên thay quần áo đi vừa nói tần thiên xoay người chuẩn bị đi ra ngoài có thể hắn vừa mới chuyển thân đường dung đột nhiên kéo lại hắn bên ngoài hạ lớn như vậy mưa ngươi đi ra ngoài làm chi chúng ta là vợ chồng ngươi còn sợ thẹn thùng sao dù sao Tần Thiên không phải người đàn ông, cho nên Đường Dung cũng không có quá để ý trai gái phòng bị. Nàng lời này mở miệng, Tần Thiên trong lòng nhưng là một vui mừng như điên, loại chuyện này, hắn quá cầu cũng không được. Tần Thiên lưu lại, Đường Dung đi thay quần áo, Tần Thiên ở bên ngoài thỉnh thoảng nghiêng đầu trộm xem, gặp Đường Dung cởi ra áo quần, lộ ra nõn nà vậy da thịt, để cho người hận không thể xông lên cắn một cái. Đường Dung quần áo vượt cởi vượt thiếu, tần thiên rất nhanh liền có phản ứng sinh lý hơn nữa thật lâu không đi sau khi đổi lại y phục xong đường dung gặp tần thiên còn ước vội vàng tới đây giúp hắn thoát y ngươi làm sao thẫn thờ đứng trước nhanh chóng đổi có thể kẹp trước lạnh không nói lời nào đường dung liền đem tần thiên quần áo cởi xuống mùa hè tần thiên mặc quần áo rất ít đường dung cởi một kiện sau đó đột nhiên thấy tần thiên phía dưới cổ trước cái nhỏ lều vải không kìm được trong lòng cuồng loạn hắn là tốt. Đường Dung gò má ửng đỏ, nàng rất khiếp sợ, vậy rất ngượng ngùng, Tần Thiên cũng không có bất kỳ vấn đề, vậy mới vừa rồi mình hết thảy há chẳng phải là đều bị hắn cho thấy được. Nàng có một loại bị lừa dối tức giận, ngay sau đó một cái tác liền quốc tới. Lưu manh Tần Thiên bất thình lình bị tác một bạc tai, một tác này cũng làm hắn cho rút ra bối rối, cái gì lưu manh, mình rõ ràng chuẩn bị rời đi, là người không để cho có được hay không? Người phụ nữ quá giỏi thay đổi. Đối mặt Đường Dung loại chuyện này, Tần Thiên có chút khóc cười không thể, cái này cũng chuyện gì à? Tần Thiên rất ủy khuất, đặc biệt ủy khuất, Đường Dung nhìn hắn dáng vẻ, đột nhiên có chút đau lòng, muốn nói chút gì lúc này cửa nhưng két một tiếng mở ra. "Cô gia, cô gia, xảy ra chuyện lớn." Tiểu Thanh từ bên ngoài chạy vào. "Xảy ra chuyện gì?" "Mới rồi có người tới đưa tin." nói chúng ta áp vận nước hoa xe bị một bọn cường đạo cho cướp cái gì tần thiên không nghĩ tới kinh kỳ vùng lân cận lại có ngông cuồng như vậy cường đạo không kịp cùng đường dung nhiều lời tần thiên lập tức liền lại xông ra ngoài những hoa kia hạt sương nhưng có mấy trăm bình đổi tiền không sai biệt lắm mấy trăm sâu đây tuyệt đối không phải số tiền nhỏ hắn phải mau sớm cùng tần thúc bảo bọn họ nói một chút mới được dĩ nhiên trọng yếu nhất vẫn là mượn dùng bọn họ binh lực đem đám kia tên cướp bắt lại. Tần Thiên vội vàng rời đi, đường dung nhìn hắn rời đi hình bóng, đột nhiên mừng đến chảy nước mắt. Tiểu Thanh đứng ở bên cạnh có chút không hiểu. Tiểu Thư, chúng ta nước hoa bị người cho cướp, ngươi cái này là khóc hay là cười à? Tiểu Thanh có chút mộng, đường dung nhưng là có một loại không nói ra được thư thái và hưng phấn, vốn lấy là mình gả cho cái giả người đàn ông, không nghĩ tới không phải, là mình suy nghĩ nhiều. Như vậy, bỏ mặt tần thiên là nghĩ như thế nào mình tương lai cuối cùng là có chạy đầu chứ mùa hè mưa tới nhanh đi cũng nhanh đại khái sau giờ ngọ không bao lâu mưa liền ngừng đường dung ngồi ở trong phòng chờ tần thiên trở về nạn có rất nhiều lời muốn đối với tần thiên nói đó là nạn tích dần xuống đáy lòng thật lâu nói chẳng qua là tần thiên cho đến rất khuya mới trở về tần thiên lúc trở lại đêm đã khuya bên trong nhà đèn sáng nhìn trong phòng đèn tần thiên trong lòng ấm áp có một người phụ nữ làm mình sáng một ngọn đèn hẳn là một kiện để cho người rất chuyện hạnh phúc tình chứ tần thiên đẩy cửa đi vào đường dung nằm ở trên bàn mơ màng buồn ngủ nghe được tiếng vang đột nhiên ngẩng đầu lên thấy là tần thiên trở về nhất thời vui mừng vội vàng nghênh đón tướng công ngươi đã về rồi đường dung động tác hôn thân mật tần thiên đột nhiên đều có điểm không thích ứng đúng vậy phu nhân còn không có nghỉ ngơi chờ ngươi đấy cùng ta. Có chuyện gì không? Đường Dung do dự một chút, bên trong nhà đột nhiên yên tĩnh lại, hồi lâu sau, Đường Dung mới mở miệng nói. Tướng công có phải hay không không thích ta? Lời nói này mang ba điểm u oán, tần thiên nhưng là đột nhiên cẩn thận. Làm sao biết, ngươi là ta phu nhân, ta là yêu mến ngươi. Gạt ngươi, ngươi nếu thích ta, ban đầu cầu hôn lúc này vì sao phải nhúng nhường, viết một bài cái gì đâm một cái nhảy một cái đáp, Ngươi rõ ràng là không muốn cưới ta, cho nên mới làm như vậy." Đường Dung càng thương cảm, tần thiên nhưng là ở trong nháy mắt ở giữa rõ ràng liền rất nhiều chuyện, trách không thể hai người quan hệ từ về nhà thăm bố mẹ sau đó thay đổi, nguyên lai là Đường Dung lấy là mình không thích nàng, trong lòng tức giận, cho nên không phản ứng mình à. Đây thật là oan uổng. Khi đó đúng là không thích phu nhân. Một câu lời còn chưa nói hết, Đường Dung nước mắt đột nhiên liền chảy xuống người đường dung rất thương tâm có thể vừa lúc đó tần thiên đem nàng ông ở trong ngực đường dung vùng vẫy hai cái tiếp đột nhiên lại nằm ở tần thiên trên ngực khóc converter du ung kiều cầu ủng hộ bộ thủy điếu chư thiên tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả chương 48 động phòng nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio converter du ung kiều cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình đường dung khóc ủy khuất tần thiên nhưng đem nàng ông chặt hơn. Ngươi! Ngươi buông ta, nếu không thích ta, vì sao còn phải như vậy đối với ta? Đường dung nịnh tần thiên ngực, nhưng mà tần thiên cũng không có một chút muốn buông nàng ý nghĩa. Lúc đó ta xác thực không thích phu nhân, bởi vì là ta cho tới bây giờ không có gặp qua phu nhân, lại nói chi là thích. Chắc hẳn phu nhân lúc ấy cũng là không thích ta đi, nếu không thành thân đêm đó, lại duyên vì sao khóc tỉ tê đường dung đột nhiên ngưng đấm đánh đúng vậy lúc đó nàng cũng là không thích tần thiên giao dịch đất chỗ tần thiên làm sao thường phải không vậy bây giờ thì sao đường dung nước mắt theo gò má chảy xuống ngẩng đầu một cái nước mắt chảy nhanh hơn một ít bây giờ ta yêu phu nhân yêu nổi điên ngươi là ta đã thấy con gái xinh đẹp nhất ta nguyện ý cùng ngươi ở trên trời nguyện làm sát cánh chim trên đất nguyện là cây liền cành lời tỏ tình một khi tràn lan liền lại cũng ngừng không ngừng được bây giờ tần thiên chỉ muốn đem đoạn này thời gian tất cả tình yêu cũng bày tỏ hết đi ra dù là rất nhiều nói cũng là thịt ma đường dung ngước đầu đột nhiên phá thế mỉm cười ngươi thật khờ tần thiên nhìn nàng không nói lời nào đột nhiên hôn lên đêm càng lúc càng khuya chẳng biết lúc nào nổi lên gió bên ngoài có con mèo hoang ở ngày thứ hai đường dung lúc thức dậy tần thiên không ở bên người nàng nhìn không trung xuống giường nhớ tới tối hôm qua điên cuồng không kìm được một hồi ngượng ngùng mới vừa muốn rời giường đột nhiên cảm thấy một hồi đau đớn tấn công tới trong lòng ngầm mắng tần thiên không hiểu thương hương tiết ngọc nhưng lại vậy càng vui vẻ đứng lên tiểu thanh chạy tới hầu hạ gặp đường dung một mặt hàm xuân cười nói tiểu thư ngươi cùng cô gia có phải hay không cái kia đường dung gõ một cái tiểu thanh đầu mắng con nhỏ tuổi không học giỏi tối ngày hôm qua ngươi có phải hay không nghe lén? Tiểu Thanh cười hì hì, nhưng là không đáp, đường dung tức giận lại gõ nàng một chút. Sau này để cho ngươi làm thiếp, xem ngươi còn cười. Tiểu Thư tha mạng. Chủ tớ hai người cười đùa một phen, đường dung đã đã khá nhiều, hỏi. Cô gia đang làm gì? Quan hệ sau khi đột phá, một hồi không gặp Tần Thiên, đường dung liền có chút tưởng niệm đứng lên, Tiểu Thanh nói. Cô gia ở làm điểm tâm bánh bao không chỉ là bánh bao còn có bánh bao và sữa đậu nành đường dung ồ một tiếng nàng là uống qua sữa đậu nành bất quá bánh bao nhưng cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua không kìm được rất là mong đợi hai người ở chỗ này nói lúc này tần thiên bưng một vị bánh bao và hai chén sữa đậu nành đi vào phu nhân tỉnh tối hôm qua ngủ có ngon không đường dung liếc một cái tần thiên thầm nói tốt không biết đứng đắn đây chính là ngươi làm bữa ăn sáng bánh bao đường dung không trả lời tần thiên vấn đề chỉ hỏi vậy bánh bao chẳng qua là nàng làm sao xem đều cảm thấy bánh bao và bánh bao khác biệt không lớn nếu muốn thật nói khác biệt chính là so bánh bao ít một chút phía trên có một vòng rất đẹp nếp nhăn không sai đây chính là bánh bao hơn nữa còn là bánh bao súp phu nhân muốn không muốn thường một cái bị tần thiên như thế vừa nói đường dung không nhịn được cầm một cái bánh bao súp không lớn trên căn bản hai cái là có thể ăn xong, Đường Dung ngửi một cái, phát hiện rất thơm, hơn nửa buổi sáng vậy thật có điểm đói, một hớp liền táp tới liền một nửa. Có thể một hớp này đi xuống, bên trong nước canh tràn ra, bắn trên tay nàng trên y phục đều là nước canh, gây ra nàng hết sức chật vật, có thể mặc dù chật vật, vậy một hớp vào bụng sau đó, nhưng là miệng đầy thơm ngát, để cho nàng hiểu được vô cùng, không nhịn được đem một nửa kia cũng cho ăn một miếng đi xuống. Như vậy đem một cái bánh bao súp sau khi ăn xong, nàng mới lên tiếng. Phu quân, cái này bánh bao súp ăn ngon là ăn ngon, chính là gây ra người quá bất nhã. Bên cạnh tiểu thanh thấy vậy, đột nhiên vậy cầm một cái. Tiểu thư, tiểu thư, ngươi có thể ăn như vậy. Vừa nói, một hớp đem một cái bánh bao súp nhét vào trong miệng, vậy bánh bao súp vốn là hai cái đồ, có thể bị tiểu thanh một hớp nhét vào, nhất thời gây ra quai hàm cũng lồi lên, đường dung biểu môi so nước canh bắn ở trên tay còn khó hơn xem tiểu thanh cười hắc hắc nàng bất kể nhã bất nhã chỉ cần có thể để cho nàng ăn là được mà cho đến lúc này tần thiên mới rốt cục không nhìn được vui vẻ cười to đứng lên tần thiên cười to đường dung và tiểu thanh hai người nhưng là không hiểu tướng công ngươi cười cái gì tần thiên vậy chưa trả lời chẳng qua là cầm lên một cái bánh bao súp trước nhẹ nhẹ cắn một cái đem bên trong nước canh hút xong sau đó lại đem vậy bánh bao súp cho hai cái ăn toàn bộ quá trình không chỉ không có bất kỳ nước canh tràn ra ngược lại hết sức ưu nhã thấy lúc này đường dung và tiểu thanh hai người nhất thời công khai hóa ra bánh bao súp là ăn như vậy à được a tướng công ngươi biết rất rõ ràng làm sao ăn bánh bao súp nhưng không nói cho chúng ta hại chúng ta bêu xấu xem ta không dạy bảo ngươi vừa nói đường dung đem còn chưa kịp lau tay liền hướng tần thiên trên mặt lau tới đây. Tần thiên âm thầm kêu khổ, vốn định trêu chọc mình một chút phu nhân, chưa từng nghĩ gây họa. Phu nhân tha mạng, phu nhân tha mạng. Đang như thế cầu xin tha thứ lúc này bên ngoài đột nhiên truyền tới một hồi vui vẻ cười to. Ta nói tiểu thiên ngươi là một hán tử, liền đông cung nội thì cũng dám chọc, chưa từng nghĩ lại sợ hãi bên trong, ha ha ha, ha ha ha. Tiếng cười to mỏ, từ xa quá gần, đường dung nghe là trình giảo kim thanh âm, gò má nhất thời đỏ bừng, liền vội vàng đứng lên đem tần thiên cho lui ra ngoài, đây nếu là để cho trình giảo kim thấy nàng cái bộ dáng này, không chừng làm sao thư thất nàng đây. Tần thiên cười khổ, trong đầu nghĩ trình giảo kim tới thật không phải lúc, có thể cũng chỉ có thể nhắm mắt nghênh đón. Thấy trình giảo kim lúc này bên cạnh còn đi theo cái ngưu tiếng đạt, hai người vui vẻ cười to. Hận không thể đem tần thiên sợ hãi bên trong sự việc cho tuyên dương ra ngoài thằng nhóc ngươi lại sợ hãi bên trong, thật là ném chúng ta người đàn ông mặt à. Trình giảo kim một cái tác hướng tần thiên bả vai vỗ tới, đập tần thiên đau răng. Hận. Thằng nhóc ngươi, mất mặt à, đây cũng là hai người chúng ta người tới, nếu là những người khác, ngươi chuyện này nhất định phải truyền đi. Ngư tiếng đạt ha ha cười, vậy một cái tác hướng một cái khác trên bả vai đánh ra. Tần thiên muốn rút ra người, có thể đối mặt hai cái quốc công, hắn cũng chỉ có thể cố nén hai vị thúc phụ nói đùa bất quá đều là khuê phòng chi vui mừng vậy thì có cái gì sợ hãi bên trong nói đến hai vị thúc phụ chớ truyền ra ngoài trình giảo kim chê biểu môi một cái mới vừa rồi ta có thể nghe rõ ràng nói gì phu nhân tha mạng phu nhân tha mạng đây ha 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 ngưu tiến đạt ở bên cạnh cười to phụ họa tần thiên gò má ửng đỏ lòng đương ngang một cái dứt khoát không đếm xỉa đến nói truyền đi liền truyền đi ta tần thiên lại phi hai vị thúc phụ như vậy là một nhân vật ta sợ cái gì lời này mở miệng trình giáo kim và ngưu tiếng đạt hai người ngược lại là sửng sốt một chút cẩn thận suy nghĩ một chút cũng phải a à, truyền đi ai quan tâm một cái nhân vật nhỏ sợ hãi bên trong rõ ràng điểm này sau đó hai người chợt cảm thấy tẻ nhạt vô vị thấy vậy tần thiên rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm hai vị thúc phụ sớm như vậy tới ta trang viện nhưng mà cường đạo sự việc giải quyết mới vừa nói một câu, Trình Giảo Kim đột nhiên quất một cái lỗ mũi mùi gì thơm như vậy. Converter du ung kêu cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả chương 49 thu mua lương thực nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Converter du ung kêu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình Trình Giảo Kim là loại chó lỗ mũi đặc biệt linh chẳng qua là có chút chán ghét bởi vì là hắn hít mũi liền hướng tần thiên trên mặt nghe thấy đã qua phía trên kia có đường dung mới vừa rồi làm trò đồ bôi lên bánh bao súp nước ép mà mùi thơm chính là những thứ này nước canh truyền tới nếu như không phải là tần thiên vội vàng lui về sau một bước trình giảo kim thế nào cũng phải gặm đi lên không thể trình thúc phụ đây là cháu nhỏ phát minh bánh bao súp đang chuẩn bị đưa cho ngài đi nếm thử một chút đây Tần Thiên liền bận biểu giải thích một chút, hắn sợ không giải thích trình giảo kim đầu lưỡi có thể liếm tới đây, cảm giác kia, chỉ sợ liền hết sức thoải mái. Trình giảo kim chưa nghe nói qua bánh bao súp, bất quá vậy nước canh mùi thơm thật sự là quá tốt nghe thấy, hắn bắt lại Tần Thiên bả vai, nói. Đi, đi, mau để cho ta đây lão trình nếm thử một chút. Tần Thiên trực tiếp bị trình giảo kim kéo đến phòng bếp, đi tới phòng bếp lúc này không ít người đều ở đây làm bánh bao, những bánh bao này là Tần Thiên chuẩn bị kéo đi thành trường an bán. Bánh bao đã chưng ra không thiếu, thả ở bên ngoài nóng hổi, bạch hoa hoa một mảnh, trình giáo kim vậy không suy nghĩ nhiều, lấy là đây chính là bánh bao súp, cầm lên một cái liền cắn một cái. Một hớp này đi xuống, đúng cái bánh bao đều bị hắn táp tới một nửa, mà ăn vào trong miệng sau đó, mặc dù không có cảm giác được mới vừa rồi ngửi được mùi thơm, nhưng bánh bao xốp hương vị ngọt ngào nhưng cũng hết sức ngon miệng, là hắn ăn rồi ăn ngon nhất chân bánh. Không kìm được, trình giảo kim một hớp đem còn dư lại ăn, sau đó liền lại cầm lên hai cái, ngưu tiến đạt bên này gặp trình giảo kim chỉ lo ăn không nói lời nào, trong bụng cũng có chút thèm, cũng vội vàng cầm hai cái tới ăn. Cái này ăn tiếp sau đó, thì có điểm ngừng không dừng được. Tần Thiên đứng ở một bên, chính là rất cười quỷ dị cười, hai người đang ăn nổi dậy, vừa nhìn thấy Tần Thiên cười sau đó, nhất thời nhìn nhau một cái, ngay sau đó liền đem Tần Thiên bắt lại tới đây. Thằng nhóc ngươi cười cái gì? Tần Thiên nói. Hai vị thúc phụ, đây là cháu nhỏ phát minh bánh bao, bánh bao súp ở chỗ này đây. Vừa nói Tần Thiên mở ra một vị bánh bao súp, bánh bao súp xinh xắn tinh xảo, mới vừa mở ra là có thể ngửi được một cổ mùi thơm. Trình Giảo Kim và Ngưu Tiến Đạt hai người đã ăn không thiếu bánh bao, nhưng lúc này thấy bánh bao súp, vẫn là không nhịn được cầm lên ăn. Cầm lên bánh bao súp sau đó, Trình giảo kim trước cắn một cái, một hớp này đi xuống, nhất thời nước canh tràn ra, nhưng bánh bao súc mùi vị thật sự là quá tốt, hắn cũng không đoái hoài phải những thứ này nước canh chảy trên tay đều là, một hớp đem còn dư lại ăn. Bất quá ăn cái thứ hai lúc này hắn liền học thông minh một chút, vậy cùng tiểu thanh tự như, một hớp nhét vào, tiểu thanh miệng nhỏ, đổ có chút khó khăn, nhưng trình giảo kim và ngư tiếng đạt nhưng mà miệng rộng, một hớp này nhét đi đối với bọn họ lại không có một chút ảnh hưởng. Một vị bánh bao súp rất nhanh bị hai người giải quyết. Thằng nhóc, lấy thêm một vị tới, để cho ta đầy ăn thống khoái. Trình giảo kim đã ăn không ít, có thể lại vẫn không có no, Tần Thiên có một loại phải bị ăn nghèo cảm giác. Lại cầm một vị sau đó, hai người cái này mới rốt cục ăn xong. Bánh bao súp quả nhiên ăn ngon à, chính là gây ra trên tay tất cả đều là nước canh, à, ngọc có tì vết à. Tần Thiên cười khổ đang muốn nói cho bọn họ bánh bao súp chính xác ăn pháp nhưng đột nhiên liền nghĩ đến đường dung đùa giỡn nhà mình nương tử làm trò đùa hắn ngược lại cũng có thể tiếp nhận có thể vạn nhất trình giảo kim tạm thời giận lên cũng phải đi trên mặt mình lau nước canh vậy thì thật là ác tâm vì vậy suy nghĩ cũng không có đem bánh bao súp ăn pháp nói ra hai vị thúc phụ nếu như ăn xong liền nhanh chóng rửa ráy một chút đi chúng ta nói một chút cường đạo sự việc những người đó chọc được sao Tần Thiên biết, bọn họ hai người sớm như vậy đến tìm mình, nhất định là vì nước hoa bị cướp một chuyện. Bị Tần Thiên như thế vừa nhắc, hai người mới nhớ chuyến này mục đích. Đám kia tên cướp chọc được, thật ra thì bọn họ cũng không tính là tên cướp, bọn họ là tay vực thương nhân, tới thành trường an làm mua bán bồi thường tiền, gặp nước hoa tốt bán, có thể lại không tiền mua, cái này vừa mới nghĩ cướp chúng ta nước hoa kéo đến tay vực đi bán. Trình giảo kim nắm tay lau một chút, ngưu tiến đạt bên này lại nói dực quốc công gần đây cùng tần vương bàn quân tình cho nên không rảnh tới nói cho ngươi hàng đã kéo đến thành đông cửa tiệm bất quá vậy mấy cái tay vực thương nhân cũng không nghiêm trị đã sai quay trở lại đại đường khai quốc không mấy năm đang tăng cường cùng tay vực các nước mua bán lui tới tơ lộ đường lúc này còn không dễ đi nếu như bọn họ lại đối với tay vực thương nhân nghiêm trị chỉ sợ tin tức truyền tới tay vực các nước bọn họ sẽ không chịu tới trường an là lấy, mặc dù những cái kia tay vực thương nhân phạm sai lầm, nhưng triều đình vẫn là quyết định tha bọn họ. Điểm này Tần Thiên cũng biết, cũng may hàng hóa đã tìm trở lại, hắn cũng không coi là có tổn thất bao lớn, cho nên cũng không thế nào truy cứu, chẳng qua là hỏi. Nghĩa phụ đang cùng Tần Vương bàn quân tình, nhưng mà lại có chiến sự muốn phát sinh. Cái này ngươi liền không cần phải để ý đến. Quân tình một chuyện, Trình Giảo Kim cũng không dám tiết lộ, nói một câu sau đó, hai người nhìn nhau một cái, tiếp chỉ những cái kia bánh bao và bánh bao súp nói. Những thứ này kéo đến thành trường an sau đó, cho chúng ta hai người trong phủ tất cả đưa đi một ít. Nói xong, hai người cũng không ở trang viện làm nhiều dừng lại, vội vã liền lại đuổi ra ngoài, thật ra thì hai người phụng mệnh công cán, đi ngang qua nơi này, nếu không cũng chỉ là nói một chút nước hoa bị cướp tình huống, cũng không cần bọn họ hai cái quốc công tự mình đi một chuyến. Không tới sau đó, hai người cảm thấy không uổng chuyến này, cái này bánh bao súp mùi vị, hai người ăn liền sau đó liền có chút khó mà quên mang thai. Chẳng qua là hai người mới vừa đi ra đi, Trình Giảo Kim mới đột nhiên vỗ đầu một cái. Chỉ lo ăn, đổ quên hỏi tần gia tiểu tử, cái này bánh bao súp là làm cái gì? Quản hắn cái gì làm, ăn ngon là được thôi, đi nhanh lên đi, tần vương phân phó trễ nải không thể. Hai người người chiến gia roi đi, tần thiên nơi này, suy nghĩ tỉ mỉ ngưng mi chỉ chốc lát sau lập tức đem bác phúc kêu tới bác phúc trong ruộng lúa mì còn bao lâu nữa có thể thu hoạch thiếu gia làm sao đột nhiên hỏi tới cái này tới thiếu gia nhà mình trước kia cho tới bây giờ không hỏi tới trong ruộng chuyện là lấy bác phúc thật là tò mò đừng để ý ta tại sao hỏi nhanh chóng trả lời tần thiên cảm thấy bác phúc cái gì cũng tốt chính là có lúc vấn đề quá nhiều bác phúc ồ một tiếng có nhiều chỗ lúa mì trưởng thành sớm, đã bắt đầu cắt lấy, không có chín, chỉ sợ cái này hai ngày cũng không xê xích gì nhiều, sau ngày sau, sợ sẽ muốn bắt đầu lớn thu. Nghe được đã có người bắt đầu thu hoạch lúa mì, tần thiên thần sắc khẽ động, phân phó nói. Bác Phúc, mấy ngày nay ngươi tìm người đi thu mua lương thực, coi như so giá thị trường đắt một chút, cũng phải làm hết khả năng cho ta thu mua tới. Hiện nay bọn họ mua nước hoa và nhang chống mũi kiếm không thiếu tiền, coi như thu mua lương thực, cũng là không có một chút vấn đề chẳng qua là bác phúc rất không rõ ràng thiếu gia lương thực của chúng ta đủ ăn còn thu mua làm gì tần thiên muốn rút ra người phí lời gì để cho ngươi thu mua hãy thu mua càng nhiều càng tốt đem trang viên vậy mấy nhà kho cũng đều cho ta đằng một chút tận lực đem kho hàng cũng cho chứa đây nghe được phải đem kho hàng trang bị đầy đủ bác phúc nhất thời chắc lưỡi thiếu gia phải đem kho hàng trang bị đầy đủ chỉ ít cần 10.000 thạch lương thực chúng ta dùng hết nhiều như vậy sao? Converter Du Ung kêu cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 50. Hợp tác. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện. Audio. Converter Du Ung kêu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình 10.000 thạch lương thực xác thực không ít muốn chất nếu có thể xếp thành một ngọn núi. ở bác phúc xem ra. Bọn họ cả đời vậy không ăn hết nhiều như vậy lương thực, thậm chí hắn cảm thấy bọn họ căn bản là thu mua không được nhiều như vậy. Trường An vùng lân cận tự nhiên là có nhiều như vậy lương thực, nhưng người khác không nhất định bán. Bất quá, bác Phúc cảm thấy nhiều, Tần Thiên còn cảm thấy thiếu đây. Từ trình giảo kim lời nói mới rồi bên trong, Tần Thiên cảm thấy đại đường chỉ sợ lại phải có chiến xảy ra chuyện, chiến sự dậy, lương thảo liền tỏ ra nhất là trọng yếu, như vậy thứ nhất, lương thực nhất định sẽ theo tăng giá hắn đỗ chưa từng nghĩ tích trữ hàng cư kỳ gì nhưng hắn đã quyết định làm bánh bao và bánh bao súp làm ăn mà mấy thứ đồ này nhất là hao phí lương thực mình nếu như bây giờ không thừa dịp chiến sự không dậy dưới tình huống trữ hàng như vậy cùng chiến sự bùng nổ mình muốn mua lương thực chỉ sợ phải bỏ ra cao giá tiền bất quá lời này tần thiên không thể cùng bác phúc nói bác phúc vẫn là quá dễ dàng bị gạt một ít nếu như những tình huống này bị người khác cho bộ đi ra ngoài vậy bọn họ chỉ sợ hãy thu mua không tới nhiều ít lương thực hơn nữa tin tức truyền càng rộng đối với trường an ổn định lại càng bất lợi hắn có thể không kham nổi cái tội danh này đừng nói nhảm để cho ngươi làm liền làm bác phúc hảnh hẳn nhiên lĩnh mệnh đi tần thiên nơi này nhưng là đi một chuyến thôn chính trong nhà bác quý tần quý thấy là tần thiên vội vàng ra đón tiểu thiên làm sao tới tần thiên nói bác quý, ngày hôm qua nước hoa bị nhân kiếp đi một chuyện, chắc hẳn ngươi cũng nghe nói chứ. Nghe nói, phát sinh chuyện này sau đó, vậy tần mập hận không thể để cho toàn bộ người thôn tần gia đều biết, ta lại làm sao có thể không biết. Vừa nói, tần quý hỏi một chút. Nước hoa tìm trở về sao? Tần thiên gật đầu một cái. Ở mấy vị quốc công hỗ trợ hạ, đã tìm trở lại, bất quá chuyện này cũng cho ta sách ra cái tỉnh, thôn tần gia cách trường an quá xa, đường xá khó tránh khỏi phát sinh bất ngờ, ta muốn từ thôn tần gia tráng đinh trúng tuyển rút ra một nhóm người tới áp vận hàng hóa, muốn nghe một chút thôn chính ý kiến. Chuyện này tần thiên tự nhiên có thể mình làm, nhưng tần quý ở thôn tần gia rốt cuộc đức cao vọng trọng một ít, cùng hắn thương lượng một chút, chuyện này tốt hơn bạn bạc. Tần quý nghe được mấy vị quốc công hỗ trợ Bắc cường đạo, trong lòng đối với tần thiên đã là vô cùng kính nể lúc này gặp Tần Thiên lại cùng mình thương lượng, vượt phát giác Tần Thiên cho hắn thôn này chính diện tử, không làm chần chờ, lập tức cũng đồng ý xuống. Cái này muốn, nhà ta con trai thứ năm sau ngươi nhỏ một tuổi, cả ngày cũng biết múa đau làm súng, quản cũng không quản được, ngươi muốn tìm người áp tải hàng hóa, ta trước hết đem hắn đẩy cho ngươi. Tần Quý cảm thấy Tần Thiên là một người làm đại sự, lại nghĩ đến mình cái này con trai nhỏ cả ngày du thủ tốt trỗi rảnh, lo lắng hắn sau này không tìm rơi, vì vậy liền muốn đem con trai mình đề cử cho tần thiên như vậy đi theo tần thiên con trai hắn nói không chừng cũng có thể phối hợp ra một tiền đồ tới đối với tần quý con trai thứ năm tần ngũ tần thiên là biết không chỉ có dáng dấp vóc người to lớn mà là thuộc hạ thật là có chút công phu bất quá chỉ là có chút không công việc chính đáng như vậy tần thiên tự nhiên vậy liền biết rõ tần quý ý nghĩ trong lòng tần ngũ nếu như nguyện ý vậy không thể tốt hơn nữa mặc dù biết tần quý nghĩ như thế nào nhưng tần thiên vẫn đồng ý tới một cái cho tần quý thôn này chính diện tử thứ hai vậy tần ngũ thân thủ cũng đích xác rất giỏi nếu như tiến hành đào tạo cũng có thể thành vì mình trợ thủ đắc lực chỉ cần tiểu thiên ngươi đồng ý nhà ta thằng nhóc kia liền tuyệt đối đồng ý chuyện này liền giao cho ta đi rất nhanh ta liền cho ngươi tìm mấy cái tráng đinh tới tần quý cao hứng thuận tiện đem tìm tráng đinh áp vận hàng hóa sự việc cũng cho ngăn lại Tần Thiên vui vẻ thanh nhàn nói. Vậy làm phiền thôn chính, chiêu mộ lúc này nói cho bọn họ, một tháng ta cho bọn họ trước sau như một tiền, hơn nữa quản cơm nước và chỗ ở. Tần Quý vội vàng đồng ý, có cái này điều kiện, muốn mời mộ tráng đinh còn không dễ dàng. Từ Tần Quý nhà rời đi sau đó, Tần Thiên liền chạy trở lại. Đến phòng bếp vừa thấy, những người đó đã chưng liền không thiếu bánh bao, vì vậy Tần Thiên vậy không có ở nhà đợi thêm, trực tiếp để cho người để lên xe kéo hướng thành trường an chạy tới đi vào thành trường an thành đông tần thiên cũng không có vội vã bán mà là lấy trước một ít bánh bao đi tới tứ hải cư lô phong thấy tần thiên tới vội vàng nghênh đón tiểu lang quân bây giờ chính là giờ cơm không biết ngài muốn ăn chút gì không tứ hải cư gần đây làm ăn có chút kém có thể là bởi vì là trời khí càng ngày càng nóng duyên cớ cùng một đám người ngồi ở một cái khách sạn bên trong để cho bọn họ còn rất không thoải mái tần thiên nhìn lướt qua tiếp mới cười nói ta ngày hôm nay cũng không phải là tới ăn cơm mà là muốn mời lô trưởng quỷ ăn một chút gì tiểu lan quân đừng làm rộn ta nơi này chính là mở khách sạn vậy có thể để cho ngươi mời ăn cơm lô phong hiển nhiên hiểu lầm tần thiên ý nghĩa tần thiên cười khổ trực tiếp đem bánh bao lấy ra đây là ta phát minh mới bánh bao Lô trưởng quỷ nếm thử một chút như thế nào, nếu như ngươi cảm thấy tạm được, ta có một cọc mua bán muốn cùng lô trưởng quỷ nói. Lô phong nhìn vậy trắng lòa bánh bao, nhất thời thì có thèm ăn, cầm một cái cắn một cái, cảm thấy cái này bánh bao xốp hương vị ngọt ngào, lại hết sức ăn ngon. Cái này bánh bao thật là ăn ngon, tiểu Lan Quân muốn nói chuyện gì mua bán. Ta tần gia bây giờ chuẩn bị bán bánh bao, nếu như lô trưởng quỷ cảm thấy có thể ta muốn mỗi ngày đều cho các người cung ứng bánh bao, không biết lô trưởng quỷ ý nghĩa. Bánh bao ăn thật ngon, nhưng Tần Thiên không hề muốn tản mát bán, dẫu sao nói như vậy liền cần người làm, như vậy thì tăng lên chi phí, hơn nữa lãng phí thời gian, thà bán lẻ, ngược lại không như tìm một ít khách hàng lớn, đem bánh bao bán sỉ cho bọn họ, như vậy không chỉ có đơn đặt hàng số lượng nhiều, hơn nữa hắn còn có thể thiếu một chút phiền toái. Lô trưởng quỷ lần này rốt cuộc nghe hiểu Tần Thiên ý tứ trong lời nói, mà hắn nghe hiểu sau đó, lập tức liền đồng ý, được rồi, bánh bao ăn ngon, ở khách sạn này bên trong khẳng định tốt bán, ta một ngày thì phải 500 cái đi. Tương đối mà nói, 500 cái bánh bao không coi là nhiều, nhưng cũng không coi là ít đi, Tần Thiên bây giờ một ngày cũng chỉ có thể chưng mấy ngàn cái, nếu như một cái khách sạn muốn 500 cái nói, hắn chỉ cần nhiều đi nữa tìm mấy khách sạn, làm ăn này coi như là làm thành dĩ nhiên, còn muốn trừ đi mấy nhà quốc công mỗi ngày cần, đáp ứng trình giáo kim và ngư tiến đạt, nghĩa phụ và lý tích bọn họ sợ cũng không tránh được. Bất quá, bánh bao đối với tần thiên mà nói chẳng qua là mua bán nhỏ, cũng coi là lợi ích tiêu thụ mạnh một vật, vật này vậy kiếm tiền, nhưng kiếm có chút chậm. Tương đối mà nói, hắn càng coi trọng bữa ăn sáng khối này mua bán. Cho nên, ngay tại Lô Phong đồng ý mỗi ngày đặt mua 500 cái bánh bao sau đó, Tần Thiên vừa cười một tiếng. Lô trưởng quỷ, ta đây có mấy thứ thức ăn ngon, muốn cùng các người tứ hải cư hợp tác, nói cách khác, ta cung cấp thức ăn ngon bài thuốc bí truyền, thậm chí là một ít nguyên liệu, mà các người tứ hải cư thì cung cấp người và cửa hàng, lời chia một nửa, không biết lô trưởng quỷ ý như thế nào. Gặp Tần Thiên còn muốn hợp tác, Lô Phong sửng sốt một chút, mà cùng hắn rõ ràng Tần Thiên trong lời nói ý nghĩa sau đó, nhưng là thần sắc hơi đông lại một cái, có chút không rõ được chủ ý. Converter Du Ung kêu cầu ủng hộ bộ thần võ chí tôn này nhé. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả.